Như ta đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế Đã lâu rồi không xuống trần gian Nay tâm tư ta cảm thấy nhẹ nhàng Ta du hành xuống trần gian một chuyến Hồ Biên Dạ, dạ chào bà con Dạ còn nhiều, chơi nhiều cho con chàng vỗ tay có động lực được không ạ? Dạ cảm ơn Công nhận từ hết áo mão cân đai ra Mặc vào bộ đồ này Con người ta cảm thấy nhẹ nhàng quá Trong tay không tiền Đời mấy ai thương Ủa ai vậy Nhưng lúc có tiền Nhiều kẻ ghét gánh Ai Bao đêm ngao ngán thở dài Nhìn lên mà hỏi ông trời Giờ tôi biết sống làm sao Trời ơi Ê nhóc ông. Bước qua tao biểu coi Mày kêu ai nhóc Mày nhóc á Lại nó nghe nè sao hai mình đứng gần nhau vậy nè à tao còn già hơn ba mày luôn á mày nghĩ sao cái mặt tao như vậy mày kêu tao nhóc mày không có tại tao thấy mày ca hay nên tao thích thích không thích muốn ca nữa không muốn bo 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 là cái gì bo là cho tiền á tiền ừ <laughs> ủa tiền là cái gì rồi <laughs> biết nhà ở đâu rồi này hay ta mới gặp mà biết nhà ở đâu rồi ê Hả? Ra đây chơi rồi chừng nào về trỏng Về đâu? Bệnh viện tâm thần Ủa lạ sao? Mày bị điên chứ sao? Sao chữ ta điên? Người ta mà không biết xài tiền Đây nè con, không tiền mới vậy nè con À ta hiểu rồi Tuy ta không biết tiền là gì Nhưng ta có vật này giá trị hơn tiền Trời không biết tiền mà có cái vật gì giá trị hơn mà ra hả? Ô! Vàng Ô! nè con Bà <laughs> Ô, ông đậu đại gia rồi không xài tiền mà xài vàng không nghe Chữ ta giàu mà Nguyên cục bự luôn trời Nè ừ. Cho nhà ngươi đó Hả? Cho nhà ngươi đó Ông cho tôi hả? Ừ Không giỡn nha à? Ta nghèo nghèo chứ cũng có sĩ diện nha à. Lấy cục vàng ra khè khè trước mặt nó cho hả? Cho thiệt Thiệt không? Cho thiệt Thề đi Thề Ông cho ông bỏ tay tôi đi nó Cho còn hành nữa Chứ tôi giật tay ông rồi ông nói tôi ăn cướp mà. hả? Này khôn ta Lùng chứ đâu có khùng hả? nè à. chuẩn bị chưa rồi nè vàng nè con bỏ ở đây đi trời, trời ơi bỏ thiệt hả à? ừ Ủa, trời ơi bữa nay gặp ông đại gia luôn ừ không cho tiền mà cho nguyên một cục lần đầu tiên nó thấy cục vàng bự gì nó đứng hình luôn rồi ông này chắc ở trọng ở lầu 2, lầu 3, hay sân thượng gì chứ không phải dưới đất là sao người ta người ta cho vàng là ta cho vàng bốn số chín á à. Ông cho vàng như 37, 77 là cái gì? À, cho... à, à, à. Vàng mà nó tưng như trái banh Mày không xài thôi mày trả lại quăng gì bể vàng ta hết Vàng mà bể hả mày? Bể sao không? Vậy nói khùng không chịu Nè, 37, 77 số đề tượng trưng cho ai? Ông trời Ổng nè con Như vậy ông đây là? Ngọc Hoàng <laughs> Trời ơi, bữa nay tôi gặp được thằng khùng À sao mày quýnh tao mày nói mày ai ngọc hoàng ngọc hoàng sao mày không biết tao mày làng nào tự giới thiệu cho nhà người biết 23 tháng chạp người ta cúng cho ta ăn và đưa ta về trời nói vậy ngươi là táo quân Hả? mày sao dạ. sao quánh tao mày mày nói mày là ai táo quân táo quân tại sao không biết ta mày thằng quỷ nào ngọc hoàng mà hỏi hoài tao quánh chết cha nghe mày nghe mày không giữ ta thiếu gì người gì, giả mạo không giả mạo và giả mạo tới ngọc hoàng ngọc hoàng thiệt ngọc hoàng ở trên trời đúng râu dài chính xác đội mão ừ. ngọc hoàng à. hớt đầu đinh đó. ngọc hoàng nhuộm tóc đỏ đó. xuống đây cháy nắng sao xạo mày ơi ngọc hoàng bận cái áo giống siết khỉ không hèn kia nãy đi qua anh kia thấy mấy đứa nhỏ quắc quắc mà không biết quắc cái gì ê ta, ta chỉ cho chỗ làm nè chỗ nào chỗ đoàn xiết con khỉ đang bị bệnh á Mày vô mày thế đi cột xe dây cổ cho mày chiếc xe đạp mày chạy vòng rồi đó. ôi thế ghê quá ngươi không tin ta là ngọc hoàng chứ gì mệt quá được rồi ngươi hãy nhắm mắt lại đi sau ba tiếng đến nhà ngươi sẽ biết ta là ai tao đâu có khùng sao vậy nhắm mắt mày giật đồ tao ha hả ê mày coi lại mày đi còn cái gì không mà giật nhiều khi nhiều khi mày giật đôi dép mày bỏ đôi dài lại thì sao mày khôn quá cái mặt mày khùng mà mày cãi nhắm mắt lại đi con rồi nhắm thử coi, coi, coi. Chuẩn bị chưa Coi mày biến làm sao Nè Rồi Một Hai Ba Hồ Biến em đang đi chơi Em đang đi Rồi Mở mắt ra đi con Mà chưa tao mở mắt ra nha Mở mắt ra đi con này trung thu vui quá Vui quá Ô Trời ơi Đúng rồi Quả thật là bữa nay tôi gặp được thằng Khùng à. Mày nặng đô lắm rồi đó <laughs> cái chát ừ <laughs> Tôi nó chắc bỏ cơm mày kêu tao nhắm mắt lại rồi tao mở mắt ra à. mày có khác miếng nào không ủa cũng vậy hả cũng vậy rồi, có khác gì đâu sao xạo rồi. xuống đây phép thuật ta mất phép biến biến mệt tả quân hãy xem đây tao quánh chết bây giờ á ngọc hoàng thượng đế giá lâm thần có mắt nhưng không có trồng xin ngọc hoàng tha thứ tội không biết không có tội tả quân đứng lên nghe tao hỏi dạ đứng không được Tại sao đứng không được, đạp giày sao đứng? Đạp. Ha, quên. Đứng lên cho ta hỏi nè. Dạ đội ơi Ngọc Hoàng. Nè, tại sao áo máu cân đây nhà ngươi không mặc lại mặc áo sơ mi còn xe rách ly ti. Dạ bẩm Ngọc Hoàng nói. Vì nhà thần đây đã bán từ lâu rồi nên không còn chỗ ở nghe ta hỏi một câu tại sao ngươi bán nhà số tiền kia ngươi làm gì con có bán được đâu nhà thì nhà người ta tao quên thì ra mày ở kê cái tao nói ngọc hoàng nghe hổ mày hổn mày dạ sao ngọc hoàng đánh thần trời đất ơi biết ta là ngọc hoàng còn dám xưng tao xưng tao hồi nào mới ca chữ tao xong cái chữ tao sao rồi, ca chứ chữ, chữ tao không biết ca cũng bị đặt ca nữa nè đứng đây nghe ta ca mọc khỏi nè dạ nghe nha dạ <laughs> tao uhm... cái chỗ đó cái nốt ngang để ta ca lại coi Tao ừ... 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 Cái nốt ngang sao ừ... ca dấu sắc được Cho phép nhà ngươi ca chữ tao đó Đội ơn Ngọc Hoàng Ca đi Tao nói Ngọc Hoàng nghe Người ta nở đành quăng thần ra gầm câu Trời ơi Tao quân Tao quân ơi Vậy mà bấy lâu nay ta nghĩ Tao quân sống trong cành nhà cao cửa rồng Tay nắm bàn tay nghe ấm nồng tình đồng chí Dù ở nơi đâu đầu bát dân cùng chúng xứ sở Việt Nam một dải sơn hà gấm dốc dù áo có sơn dài nắng mưa sương gió dài vẫn kề dài lòng dân chung lòng ta gọi tên em ba tiếng bạch thu hàng Bạch Thu Hà ơi, tôi giác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm rầy Chiếc áo nhớm bùng lắm tấm giọt mồ hôi Lộn ngồi táo ơi Lộn bông nội mày xích ra để tao ca Ê! dạ xin lỗi Ngọc Hoàng Trời ừ. đất ơi Đang ca hứng Ta đã ca sai, ngươi ca theo mày đặt ca nhiều nữa Ủa vậy hả? À, tưởng Ngọc Hoàng ca liên khúc giọng cổ chứ Trời liên khúc cái gì? Nè, bỏ cái chuyện ca hát của một bên nghe ta hỏi Dạ Tại sao lại ra nông nổi này Dạ tại nhậu hết á Bữa nay bắt trước người ta nhậu nữa Đâu có thần đâu nhậu Chuyện là sao Ông chủ nhà của thần ông nhậu á Ờ à. Ông nhậu từ sáng cho tới, tới trưa Trưa tới chiều Chiều tới tối Tối ông nhậu tới sáng ngày mai Nhậu dữ vậy Con bữa ông nhậu 5 giờ sáng Ông về ông gõ cửa Ông hỏi bà vợ Cái bà vợ xanh mặt mày luôn Hỏi gì Ông đi tới sáng về Ông xỉn gõ cửa Cóc 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 Bà vợ mở cửa ra Ông nhìn mặt bà vợ Ông hỏi Ủa má dưới quê mới lên à? nhậu mà nhìn vợ thành má luôn bởi vậy bà vợ nói thôi ông xỉn quá rồi ông vô ông tắm rửa đi ngủ cho ông khỏe à. ông vừa bước vô nhà tắm nhảy trở ra mặt tỉnh bơ ông tắm xong ông tỉnh không phải chứ sao ông hỏi bà vợ hồi nãy trước khi đi ngủ bà có tắt đèn chưa à. bà vợ nói tôi tắt rồi à. sao tôi vừa mở cửa nhà tắm đèn tự động sáng à. nhà có ma nhà có ma bà vợ nói đâu dẫn tôi xuống tôi coi con ma ra làm sao à. ông dẫn bà vợ xuống mở cửa rồi ông chỉ ma nữa mình bà vợ tán vô mặt cái bóp ủa tại sao người vợ quýnh chồng mình Bà nói cái toilet đằng kia kìa cái này là cái tủ lạnh cái... trời đất ơi nhậu mà nhìn tủ lạnh thành toilet luôn tủ lạnh bình thường chứ sao bữa ông nhìn cái tủ quần áo nữa kìa rồi sao sáng bà vợ phơi đồ đầy sân hết trời ơi rồi nè tại sao người vợ không khuyên nhủ chồng mình bà vợ bận lắm bận gì nghiên cứu nghiên cứu bất động sản hả à? số đề số... ủa là sao bà vợ bà ghiền đề ghiền đề bà ngủ khi nào bà nằm chim bao bà mới thức à. không nằm chim bao ngủ tiếp à rồi có bao giờ bà thấy chim bao chưa có bữa bà nằm chim bao bà kể với bà hàng xóm thận trong bếp thận nghe à bà nói bà ơi hồi hôm tôi nằm chim bao tôi thấy chiếc xe chạy một cái tốc độ trăm cây số một giờ à. tự nhiên có thằng nhỏ băng qua đường chiếc xe thắng quanh heo, chiều sổ con gì, chiều sổ con két, Chị... Ủa sao chiều sổ két? Tại vì chiếc xe thắng là thắng cái két chứ đâu phải thắng cái é. Rồi bán nhà luôn, trời đất ơi, chồng thì ghiền rượu, vợ thì ghiền đề, bán nhà bán cửa con cái ai lo? Ăn học nhà nước lo. Ê, dớt giác được thằng nhỏ đi học nhà nước lo Dạ Nó học trường nào? Trung tâm cai nghiện Đó, phải học mấy cái trường Cái... Hả? Nó chơi xì ke Chết luôn, chết chơi cái gì Ủa vậy thì gia đình nó tan nát hết rồi còn đâu Thằng còn bị quăng ra gầm cầu Sao gia đình nó còn nguyên nữa Rồi táo cái chích không Không đủ nhỏ chết tới gì tao tới thần Đúng rồi Ê! <laughs> dạ không dạ ý thần nói là thần thấy nó chui vô bếp chích tội nghiệp quá ngọc hoàng ơi ừ. khá khen cho táo quân gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi xinh, dạ nè táo quân đã đến lúc ta đi về trời táo quân nhớ ở lại đây ghi chép tất cả mọi sự việc năm sau về báo cho ta rõ nghe chưa? Dạ trước khi ngọc hoàng về trời ngọc hoàng có lời gì nhắn nhủ với người trần gian không? Có chứ trước khi về trời ngọc hoàng ta xin chúc cho quý thầy thật nhiều sức khỏe chúc cho quý bà con làm ăn phát tài dạng sự như ý Xin chúc, xin chúc. Chào và bữa hệ kịch đến đây đã kết thúc, Dũng Nhí và Đăng Kha xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị, kính thưa quý thầy, chương trình văn nghệ đêm trung thu hôm nay, Dũng Nhí và Đăng Kha cũng xin khép lại chương trình văn nghệ đêm nay. Xin kính chúc tất cả quý thầy và cùng quý bà con phật tử được một mùa trung thu vui vẻ, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài.